Câu đối của Hồ Nguyên tác Hồ Liên Tiêu sinh là em con chú của Thạch Hồng Tiên Sinh ở huyện Chương Khâu. Đương đọc sách ở trong vườn, nửa đêm có hai mỹ nữ đến. Một người độ 17-18, một người 14-15. Cả hai đều tuyệt sắc, tựa kỹ, hút khích cười. Tiêu biết là Hồ, nghiêm nét mặt cự tuyệt. Cô lớn nói, Râu chàng cứng như thép mà sao không có khí phách trượng phu vậy? Tiêu đáp, tôi bình sinh không dám gần hai người đẹp. Nàng cười nói tiếp, khờ lắm, chàng còn giữ mãi lối cổ hủ ư. Quỷ thần nhằm ngày hạ nguyên, phàm việc gì cũng đều lấy đen làm trắng. Huống chi việc vụn vặt trong chốn buồn the. Tiêu lại sĩ mắng đuổi đi, nàng biết là không thể lay chuyển được, liền nói tiếp thiếp có một vế đối xin chàng đối cho nếu đối được chúng tôi sẽ đi ngay nàng đọc mậu tuất cùng thể phục trung chỉ sai một chấm nguyên văn mậu tuất đồng thể phục trung chỉ khiếm nhất điểm tiêu nghĩ mãi không đối được nàng vừa cười vừa nói danh sĩ mà dốt thế à tôi đối thay cho nhé nàng lại đọc kỷ tỵ liền tông túc hạ sao chẳng phết hai nguyên văn kỷ tỵ liên tung túc hạ hà bất song thiếu rồi hai nàng cười bỏ đi phiên phiên nguyên tác phiên phiên la tử phù người huyền phần thuộc tỉnh sơn tây cha mẹ mất sớm mới tám chín tuổi đã ở với chú là đại nghiệp nghiệp làm quan quốc tử tả sương giàu có nhưng không có con yêu cháu như con đẻ la mười bốn tuổi bị bọn du đảng dụ dỗ đi chơi bời bê tha Nhưng có bọn sướng kỹ ở kim lăng tới ngủ ở trong quận sinh say mê kỹ nữ khi bọn họ về kim lăng sinh lén trốn theo đi ở nhà chứa nửa năm tiền hết bị chị em khinh rẻ nhưng chưa nở cự tuyệt được ít lâu vì bệnh phá lỡ máu mũ loe loét dơ bẩn cả giường chiếu liền bị trục xuất đi ăn mày ở chợ người ta thấy phải tránh xa sợ phải chết ở tha hương ăn xin trở về sơn tây ngày đi được ba bốn dặm dần dần tới được địa giới huyện phần lại nghĩ quần áo rách rưới lở loét dơ giấy không còn mặt mũi nào về làng xóm nên vẫn còn lẫn quẩn ở gần ấp trời đã tối định vào sơn tự nghĩ bỗng gặp một người con gái dung nhan đẹp như tiên nàng tới gần hỏi sinh đi đâu bèn kể rõ tình thực nàng hỏi tôi là người xuất gia ở trong sơn động có chỗ ngủ lại được không sợ hổ báo xin mừng lắm đi theo vào mãi rừng sâu thấy một động phủ cửa trắng ngang ngọn suối có cầu bắc qua đi mấy bước nữa có hai tòa nhà đá không cần đèn đuốc mà trong nhà vẫn sáng rực. Nàng Bảo Sinh cởi áo rách ra, xuống suối tắm. Nàng nói: "Tắm nước suối này sẽ khỏi hết mụn lở." Rồi nàng lại buông màn, phủi đệm, dục đi ngủ và nói tiếp: "Xin cứ đi ngủ, tôi sẽ may quần áo cho." Rồi nàng lấy lá to giống như lá chuối, cắt làm quần áo. Sinh nằm nhìn, một lát cắt xong, xếp lại để đầu giường nói tiếp. Sáng dậy lấy ra mặt. Sau khi tắm xong, sinh thấy những mụn lỡ không còn đau nữa. Khi ngủ dậy sờ thấy đã đóng vảy dày rồi. Sáng sớm dậy, trong lòng nghi hoặc là lá chuối không thể mặc được. Lấy ra xem thì là gấm lục rất nhẵn mượt. Một lát dọn bữa, nàng lấy lá rừng bảo làm bánh. Lấy ăn đúng là bánh, lại cắt thành gà và cá đem nấu ăn đều đúng như thịt thật. Ở góc nhà có một cái hũ đựng rượu ngon, liền lấy ra uống, vơi một chút, lại lấy nước suối rót thêm vào. Vài ngày, những vẫy mụn đều rụng hết, sinh liền đòi ân ái với nàng. Nàng nói, đồ khinh bạc, vừa mới được an thân đã sinh ra nghĩ càng. Sinh đáp, đấy là đền ơn vậy. Một hôm, có một thiếu phụ tới cười hỏi tiểu quỷ phiên phiên sung sướng nhỉ? Mộng đẹp tiếc cô tử xây được lúc nào đó. Phiên phiên tiếp lời. Hoa thành nương tử. Đã lâu gót ngọc không có bước tới đây. Hôm nay chắc nhờ gió tay mới thổi tới được. Cậu bé đã bồng được chưa? Hoa thành đáp. Vừa ru nó ngủ rồi. Thế rồi cùng ngồi uống rượu. Lại quay sang bảo sinh. Tiểu lang quân khéo tu đấy nhỉ? Sinh nhìn nàng tuổi chừng 23 24 còn đẹp mơn mởn liền động tâm lúc cầm trái cây gọt vừa đánh rơi xuống gầm bàn cúi xuống nhặt ngầm nắm lấy cổ chân hòa thành nhìn đi chỗ khác cười như là không biết sinh đương mê mẫn tâm thần bỗng thấy lành lạnh cúi nhìn thấy quần áo của mình mặc đều hóa ra lá khô sợ quá ngồi nghiêm lại một lúc thấy quần áo trở lại như cũ mừng thầm là hai nàng không nhìn thấy được một lát trong lúc thù tạc lấy tay vuốt vào bàn tay của hoa thành nàng vẫn thản nhiên cười đùa như không biết gì đang lúc khắp khởi mừng thầm quần áo lại hóa thành lá một lúc mới biến trở lại từ đó thẹn mặt tĩnh tâm không còn dám cuồng vọng nữa hoa thành vừa cười vừa nói tiểu lan quân nhà mày không đứng đắn chút nào nếu không phải là cô ghen dữ e hắn nhảy lên tới mây xanh rồi phiên phiên cũng mỉm cười tiếp lời đồ bạc hạnh ấy đáng để cho chết rét lắm hai nàng cùng vỗ tay hoa thành rời tiệc nói con nhỏ thức dậy rồi sợ nó khóc đứt ruột mất phiên phiên cũng đứng dậy tiếp lời mãi mê dẫn dụ đàn ông của người ta không nghĩ gì đến con khóc cả hoa thành đi rồi sinh sợ thế nào cũng bị nhiếc mắng nhưng phiên phiên vẫn nói chuyện vui vẻ như thường không bao lâu thu về, gió lạnh sương xuống, cây trơ, phiền phiền thu nhặt lá rụng, chứa thức ăn dự bị mùa đông. Nhìn thấy sinh co ro, liền cầm khăn mặt hướng ở cửa động, nhặt mây trắng thay bông, làm áo khép cho sinh mặt, ấm như là áo nỉ và rất êm nhẹ như là bông mới. Qua một năm, sinh một con trai, rất thông minh và xinh đẹp, sinh cả ngày ở trong động đùa với con làm vui nhưng mỗi khi nhớ đến cố hương lại đòi cùng về. Phiên phiên nói, thiếp không thể về theo được hay là chàng về một mình. Lần lửa hai ba năm, con đã lớn dần, liền cùng hoa thành đính ước làm thông gia, sinh thường hay lo nghĩ về chú già. Nàng nói, chú tuy tuổi đã già, nhưng may vẫn còn khang kiệt, không lo gì đâu. Đợi sau khi thành hôn cho con rồi về hay ở tùy chàng. Phiên phiên ở trong động Lấy lá viết chữ dạy con học Qua mắt là nó thuộc liền Nàng nói Đứa con này có phúc tướng Cho nó vào trần ai chẳng lo gì không được đài cát Không bao lâu con đã 14 tuổi Hoa thành đưa con gái tới Cô giàu phục sức hoa mỹ Dung nhan diễm lệ Vợ chồng sinh rất mừng Cả nhà yến ẩm Phiên phiên gõ thoa mà hát rằng Ta có con hiền chẳng hám giàu sang, ta có dâu thảo, không ham lụa là, đêm nay họp mặt, đều nên hân hoan vì chàng nâng chén, khuyên mời băng khoăn. Hoa thành ra về, vợ chồng sinh ở nhà đối diện nhà của vợ chồng con trai, nàng dâu mới rất có hiếu, quyến luyến dưới gối như là con đẻ vậy. Sinh lại nhắc đến chuyện về, phiên phiên nói, Chàng có cốt trần tục, không thể thành tiên được con cũng là người có số phú quý có thể đem đi tôi cũng không nỡ làm lỡ cuộc đời nó nàng dâu từ biệt mẹ chồng hoa thành cũng tới con gái quyến luyến nước mắt ràn rụa hai bà mẹ đều an ủi rằng con đi tạm ít lâu rồi sẽ trở về phiên phiên cắt lá làm ngựa cho ba người trở về đại nghiệp đã già về hưu tưởng cháu đã chết hốt nhiên thế sinh đem con và dâu về mừng như bắt được của. Ba người vào nhà, thấy quần áo đều là lá chuối, xé ra bay tứ tung, liền lấy quần áo khác thay. Về sau, xin nhớ phiên phiên, cùng với con đi thăm, thì lá vàng lấp lối, cửa động phong mây, đành gạt nước mắt trở về. Chọi dế Nguyên tác Xúc chức Vào thời tuyên đức, vẫn còn lối chơi chọi dế. Hàng năm đánh thuế dân bằng cách buộc phải nộp dế. Miền Tây vốn không có loài dế. Quan lệnh ở huyện Hoa Âm muốn nịnh quan trên, lấy một con đem tiếng đấu thử rất hay, nhưng đó đòi hàng năm phải cung nộp. Quan lệnh đòi hương lý, bọn du côn ở chợ kiếm được con nào tốt, bỏ lòng nuôi, đòi giá rất cao, xem như món hàng quý. Bọn chức dịch trong làng xảo trá gian manh, mượn cớ thu mỗi suất đinh một con, làm cho mấy nhà bị phá sản. Trong ấp có tên Thành, đã thi tiểu học, lâu không có tiếng đạt, vốn người du khoát, nói năng vụng về, bọn tư lại xảo hoặc bẩm sung làm hương chức, lo liệu trăm phương vẫn không thoát. Làm việc chưa được một năm, hết sạch cả sản nghiệp. Gặp kỳ trưng nộp giấy trọi Thành không dám sách thủ ở dân đinh, mà lại không có tiền bồi thường, buồn lo muốn chết. Vợ nói, chết có bổ ích gì không bằng tự đi tìm kiếm còn có hy vọng vàng nhất may ra bắt được thành cho là phải sớm tối đi về xách lòng tre lòng tơ đến những chỗ khe tường bụi cỏ lật đá bới lỗ dùng đủ mọi cách vẫn không tìm được con dế nào sau cũng bắt được ba con lại yếu kém không hợp thức quan ấp tể thôi thúc ngặt hạn hơn một tuần bị đánh tới trăm trượng hai mông máu mũ đầm đìa, sinh đòi cả, không đi bắt được nữa. Nằm trằn trọc trên giường, chỉ nghĩ đến tự tử. Trong thôn có một mụ đồng gù lưng đến, xem bói hay lắm. Vợ thành đem lễ vật đến bái, thấy bà già con gái chật nít cửa ngõ. Vào tới nhà, thấy một căn nhà kính buông rèm, ngoài rèm đặt hương án. Người xem bói đặt hương cắm vào đỉnh, lạy hai lạy mù đồng đứng bên nhìn lên trời khẩn cầu chỉ thấy miệng mấp máy không biết mù nói gì mọi người đều đứng yên để nghe một lát thấy từ trong màn vứt ra một mảnh giấy nói rõ việc của người muốn hỏi không sai mảy tóc vợ thành đặt tiền ở trên án đốt hương lại như người xem trước chừng ăn xong một bữa cơm thấy bức màn lay động có một mảnh giấy tung ra mở ra xem thì không phải là chữ mà là một bức họa trong vẻ điện cát hình như ngôi chùa, phía nam có hòn núi nhỏ, bên dưới nữa có những khối đá kỳ quái và những bụi gai chi chít có con dế ở đó. Ở bên cạnh có con ếch nhưng muốn trồn nhảy. Vợ Thành coi chẳng hiểu gì nhưng thấy có con dế chọi cũng ám hợp với việc sở cầu liền xếp lại cất đem về cho Thành xem. Thành xem đi xem lại rồi nghĩ thầm. Có lẽ đây là chỉ dẫn cho ta tìm nơi săn dế chăng? Nhìn kỹ cảnh trạng rất chống ngôi chùa ở thôn đông, liền cố gượng chống gậy, cầm họa đồ đến đó. Ở mé sau chùa thấy có một ngôi cổ mộ cao lớn, men theo lăng đi xuống, thấy những mô đá lởm chởm giống hệt bức họa. Liền lẫn vào bụi cỏ, đi rón rén nghiêng tai nghe ngóng tìm kiếm, để hết tâm lực tai mắt mà tuyệt nhiên không thấy gì hết. Còn đương lần mò tìm kiếm, hốt nhiên có con ếch nhảy ra thành đương kinh ngạc vội vàng nhảy theo ếch nhảy vào bụi cỏ thành đuổi theo thấy có con dế dưới gốc cây vội thò tay chộp nó nhảy vào trong hố đá lấy que chọc không ra lại lấy ống nứa múc nước rót vào nó mới ra trong hình dáng nó rất mạnh thành vô được bỏ lòng đem về cả nhà đều mừng rỡ quý hơn bích ngọc liên thành để lên trên chậu nuôi cho ăn cua lột và quả chín rất mực chăm sóc, đợi kỳ xem nộp cho xong trách nhiệm với quan nha. Thành có đứa con 9 tuổi, nhằm lúc cha không có ở nhà, mở xem trộm, dế nhảy thoát ra, chạy nhanh không bắt được. Đến lúc vô được thì dế bị gãy chân, vỡ bụng, một lát thì chết. Đứa con sợ quá, khóc nói với mẹ. Mẹ nó nghe tin sợ sám mặt nói, quá nghiệt chết đến nơi rồi, cha mày về sẽ xử tội mày. Con chảy nước mắt bỏ đi. Một lát Thành về nghe vợ nói, lạnh toát cả người, giận dỗi đi tìm con. Nó biệt tâm không biết đi đâu. Mãi mới tìm thấy xác nó ở dưới giếng, liền hết giận hóa thương, gào khóc muốn chết. Vợ chồng cùng quay mặt vào xó nhà, cả nhà không nấu cơm, nhìn nhau lặng lặng không còn thiết gì nữa. Gần đến tối, toàn lấy xác con cuốn chiếu chôn. Sờ, hãy còn thoi thóp thở, mừng rỡ đem đặt vào giường, Nửa đêm con hồi tỉnh, vợ chồng mới hơi yên tâm. Xong thần khí nó vẫn ngẩn ngơ, mắt liêm diêm chỉ muốn ngủ. Thành nhìn thấy lòng giấy rỗng không, thì lại im hơi lặng tiếng không nghĩ tới con nữa. Từ chập tối đến sáng không chợp mắt, đã mọc mặt trời, vẫn nằm thở dài. Hốt nhiên, nghe có tiếng dế kêu ngoài cửa. Thành liền trồm dậy ra xem, thấy dế vẫn còn, mừng quá vồ bắt. Nó kêu một tiếng rồi nhảy đi. Thành chạy vội lấy tay bắt, không thấy cổng tay gì hết vừa giơ tay lên thì nó lại nhảy vọt đi mất vội chạy theo thì nó nhảy sang phía góc tường không nhìn thấy nữa thành quanh quẩn nhìn tứ phía thấy con dế bò ở trên tường nhìn kỹ thì không phải là con dế cũ thấy bé nhỏ chê không bắt chỉ ngơ ngác tìm con dế cũ để bắt con dế nhỏ ở trên tường hốt nhiên nhảy xuống tay áo thành nhìn coi giống như thố câu cánh màu hoa mai đầu vuông cẳng dài coi cũng đẹp, mừng rỡ bắt lấy, định đem dân công đường nhưng vẫn lo không được vừa ý, muốn đem chọi thử xem sao đã. Có thiếu niên hiếu sự ở trong thôn, nuôi luyện được một con dế đặt tên là Giải Sát Thanh. Hằng ngày cùng với bọn trẻ con chọi, lần nào cũng thắng, toan giữ để thủ lợi, người ta trả giá cao cũng không bán. Đến tận nhà hỏi Thành, thấy dế của Thành liền bưng miệng khúc khích cười, rồi đem dế của mình để vào sát bên lòng thành nhìn thấy dế của nó to lớn khỏe mạnh tự thấy thẹn không dám cho chọi thiếu niên cố ép thành nghĩ nuôi dế kém thì cũng vô dụng không bằng mua một trận cười chơi còn hơn liền bỏ chung vào bồn chọi dế nhỏ nằm yên không động đậy lờ đờ như gà gỗ thiếu niên lại cười ầm lên thử lấy lông lợn ngoái vào mõm dế dế vẫn nằm yên thiếu niên lại càng cười ngoái luôn mấy cái giấy nổi giận xong thẳng tới Cùng nhau đấu chọi Cánh đập kêu thành tiếng Một lát thấy dế nhỏ nhảy vọt lên Vương đuôi vẫn râu Xong lại cắn cổ địch Thiếu niên sợ vội bắt ra Không cho chọi nữa Dế con vinh vang kêu nhặn lên Tựa hồ như là báo cho chủ biết Thành mừng lắm Đương mãi ngắm nhìn Một con gà ở đâu chạy đến đuổi mổ dế Thành kinh hoảng la lên cũng may gà mổ không trúng, giấy nhảy xa hơn một thước. Gà xăm xăm đuổi tới gần, giấy ở ngay kẻ móng chân gà. Thành hoảng hồn, không biết làm sao cứu kịp, dậm chân tái mặt. Lại thấy gà ngẩng cổ chồm đuôi, thì ra giấy đã đầu ở trên màu gà cắn không chịu thả ra. Thành hết sức mừng, đem bỏ vào lòng. Sáng sớm hôm sau đem nộp quan tể. Quan tể thấy nhỏ, giận, mắng. Thành thuật lại điểm đặc gì của nó quan tể không tin đem đấu thử với dế khác con nào cũng phải chạy là cho đấu thử với gà quả đúng như lời thành bấy giờ quan tể tướng mới khen thành rồi đem nộp cho quan phủ quan mừng rỡ bỏ vào lòng vàng dân vua và làm sớ tâu rõ khả năng của dế vào cung rồi tất cả dế mà thiên hà đem đến cống như các loại hồ điệp đường lan du lợi đát và thanh tiên ngạch nhất thiết những loại dế kỳ lạ đều cho chọi thử khắp lượt mà không con nào thắng được nó lạ nhất là mỗi khi nó nghe tiếng đàn gãy lại theo nhịp nhảy múa vua rất hài lòng giáng chiếu và ban ngựa tốt áo đoạn cho phủ thần phủ quan không quên ơn người đã làm cho ông được vinh hạnh ít lâu sau quan tể tướng cũng được bảo tấu ban tứ ơn điển quan tể mừng rỡ cho thành được miễn hương dịch rồi lại nói với quan học sứ cho thành nhập học trường ấp tường sau hơn một năm con của thành tinh thần cũng hồi phục nó tự nói hóa thân làm dế chọi nhanh nhẹn đấu giỏi hôm nay sớm hồi tỉnh lại phủ quan cũng hậu thưởng cho thành không đầy vài năm ruộng hàng trăm khoản lầu gác san sát trâu bò kể hàng ngàn mỗi khi đi đâu cừu mã cao sang hơn cả bậc thế gia động đình hồ Nguyên tác Tây Hồ Chủ Trần Bật Giáo tự làm Minh Doãn, người đất yên, sơn đông. Nhà nghèo đi làm thư ký cho quan phó tướng quân là giả quan. Đậu thuyền ở Động Đình Hồ thấy một con rồng cái nổi trên mặt nước. Giả dương cung bắn, trúng vào lưng. Có con cá nhỏ vẫn ngậm đuôi rồng không chịu bơi đi, liền bắt cả để ở bên cột bùm. Hãy còn ngoi ngóp thở con rồng cứ há miệng ra ngáp, tựa hồ như muốn cầu cứu. Xin động lòng thương, xin với giả tha cho. Xin có đem theo thuốc chữa thương, lấy thuốc đắp vào chỗ vết thương, rồi thả xuống nước, bập bền hơn một khắc sau mới bơi đi mất. Sau hơn một năm, xin quay về Bắc, lại đi qua động đình, bị gió to lật thuyền, may vớ được con sào trúc, phiêu bạc suốt đêm vướng vào cây mới ngừng lại. Vừa vịnh leo lên bờ, thấy có xác chết trôi theo dạt vào nhìn xem là tên tiểu đồng bọc của mình cố sức kéo lên thì đã chết cứng rồi ngồi nhìn mà than thở chỉ thấy núi biếc nhấp nhô liễu xanh lả lướt hiếm người qua lại không sao hỏi thăm đường được từ tờ mờ sáng đến hết giờ thình bần thần không biết đi đâu xác tiểu đồng hốt nhiên thấy cựa quậy xin mừng rỡ đến vuốt ve một lát nó ọc ra đến mấy đấu nước rồi sống lại cùng nhau cởi áo phơi trên mỏm đá. Đến gần giờ ngọ mới khô ráo mặt vào, nhưng trong bụng lúc này cồn cào đói không thể chịu nổi. Thế là vượt núi, mãi miết đi, mong tìm được thôn làng. Vừa đến lưng chừng núi, nghe tiếng tên bắn veo véo, vừa lắng tai nghe, có hai nữ lang cưỡi tuấn mã đi tới, vó ngựa nhịp nhàng như vải đậu. Họ đều buộc lụa hồng quanh trán cắm lông trĩ, búi tóc, mặc áo tía, tay hẹp đai lương bằng gấm màu lục một tay cầm đạn một tay bịt da xanh vượt qua đầu núi tiếp thấy có mấy chục người cưỡi ngựa săn ở trong bụi rậm đều là thiếu nữ trẻ đẹp ăn mặc giống như nhau sinh không dám tiến lên nữa có người con trai chạy bộ hình như là tên mã phu sinh tới hỏi thăm người đó đáp đây là tây hồ chủ đi săn ở núi thử sơn về đó sinh liền thuật lai lịch của mình và nói là đói lắm Tên mã phu cởi bọc lấy lương khô cho ăn Và dặn rằng Nên mau mau đi trốn đi Chứ phạm giá là chết đấy Sinh sợ quá vội đi xuống núi Trong rừng rậm thấy thấp thoáng có lầu gác Ngờ là ngôi chùa Liền đi tới Thấy tường vây bao bọc Dòng suối trắng ngang Cửa son hé mở Cầu đá bắt qua Sinh vịnh cánh cửa nhìn vào Thấy đài tạ chen mây khác nào thượng uyển sinh lại ngờ là viên đình của nhà quý tộc lân la đi vào cành cây ngang lối hoa tỏa hương thơm đi ngoặt qua mấy dãy lan can lại thấy một tòa viện lạc khác mấy chục cây thùy dương cao chạm mái son chim rừng cất tiếng hót hoa bay phơi phới nơi thâm uyển hay hay gió thoảng lá du tiền rơi rụng tứ tung ưa nhìn thích chí tưởng là cõi tiên đi xuyên qua ngôi đình nhỏ thấy một giá đu cao ngất ngưỡng từng mây dây đu bỏ thõng vắng mặt dấu chân người một lát nghe tiếng ngựa hí ở ngoài cửa và văng vẳng có tiếng thiếu nữ nói cười sinh và tên tiểu đồng nằm phục ở trong bụi hoa thoáng thấy có tiếng cười tới gần nghe rõ tiếng một thiếu nữ hỏi cuộc đi săn hôm nay thật là mất hứng săn được chim muông quá ít lại một thiếu nữ khác tiếp lời nếu công chúa không bắn rơi được con nhạn Thì uổng công khó nhọc kẻ theo hầu Một lát Thấy một bọn trang phục màu hồng Đỡ một vị nữ lang tới Ngồi trên tiểu đình Mặc áo nhung phục cọc tay Tuổi chừng 14-15 Tóc rũ mây thoa Lưng thon gió thước Nhị ngọc hoa quỳnh cũng chưa sánh kịp Các thị nữ dân trà Đốt hương sáng lạng như gấm gốc Chốc lát Công chúa đứng lên đi xuống thềm một thị nữ nói công chúa cưỡi ngựa cả ngày đã nhọc mệt còn đánh đu được nữa hay không công chúa cười bảo được liền có người đỡ vai người diều cánh tay người vén quần và người cầm hài nâng đỡ lên đu công chúa vương cổ tay trắng muốt nhấn gót giày nhanh lẹ vút lên như chim én bay lên tận mây xanh đánh đu xong mọi người đỡ xuống đồng thanh khen Công chúa thật là người tiên vậy. Rồi cười khúc khích kéo đi. Sinh ngó hồi lâu, thần hồn bay bổng lên mây. Đến lúc tiếng người đã im bặt, xin mới bước ra giá đu, bồi hồi mơ tưởng. Thấy chân dậu có chiếc khăn hồng biết là của người đẹp đánh rơi, mừng rỡ cất vào trong tay áo. Bước lên phương đình, thấy trên án có sẵn nghiêng bút, liền đệ thơ vào khăn hồng rằng Nhã hứng tiên đâu ở cõi này, rõ ràng ngọc nữ gót sen bay khiến người cung quản thêm ghen tức chẳng phải lăng ba vút tận mây. Đề xong, ngâm nga rồi đi xuống, lại tìm ra lối cũ thì đã thấy mấy lần cửa đã đóng rồi. Chần chừ không biết tính sao, lần mò đi hầu khắp lầu các đình lạ, một thiếu nữ ập tới kinh ngạc hỏi: "Làm sao lại tới được đây?" Xin vái chào nói, tôi là người lạc đường xin rủ lòng cứu giúp cho cô gái hỏi có nhặt được chiếc khăn hồng không sinh đáp có nhưng trót làm dơ bẩn rồi làm thế nào bây giờ nhân lấy khăn đưa ra cô gái thất thanh nói mày chết không có chỗ chôn rồi khăn này của công chúa thường dùng đem viết vẽ vào thế này còn làm gì được nữa sinh sợ tái mặt xin tha tội cô gái nói tiếp Nhìn trộm dung nghi người trong cung đã là một trọng tội, không thể tha thứ được, nhưng niệm tình nho sĩ tao nhã, định lấy tình riêng mà bảo toàn cho. Này, người lại tự tác nghiệp, sẽ không còn cách gì cứu vãn được nữa. Nàng hốt hoảng cầm khăn đi, sinh hoảng sợ đến nỗi gai ốc, hận không thể có cánh mà bay ra thoát, đành vương cổ chờ chết. Qua một lúc lâu sau, cô gái lại chạy ra, mừng vui bảo sinh. Ngươi có hy vọng sống được, công chúa cầm khăn xem ba bốn lượt vẫn vui vẻ, không tỏ vẻ gì phẫn nộ, hoặc giả sẽ thả cho ngươi đi. Hãy tạm đợi ở đây, đừng có trèo cây khoét tường, bị phát giác thì không thể tha được đâu. Mặt trời xế chiều, mà các hung chưa biết ra sao. Trong bụng vừa đói vừa lo, lòng như lửa đốt, lo buồn muốn chết. Một lát, cô gái xách đèn tới và một thị tì cầm hồ, bưng khay đem cơm bày ra thết sinh sinh vội hỏi thăm tin tức cô gái đáp vừa rồi tôi thừa dịp nói với công chúa gã tú tài ở trong vườn có thể khoan thứ được thì nên tha cho đi chứ nếu không thì hắn chết đói mất công chúa trầm tư một chút rồi nói đêm khuya biết thả gã ta đi đâu được đây rồi sai đem cơm cho ngươi ăn chắc không phải là điềm dữ đâu sinh bàng hoàng suốt đêm, lo lắng không yên tâm. Gần hết giờ thình, cô gái lại mang cơm tới, xin khẩn cầu nàng năn nỉ hộ. Nàng trả lời, công chúa không bảo gì hết, không bảo giết, cũng không bảo tha. Chúng tôi là người bề dưới, làm sao dám bếp xếp nói nhiều được. Mãi cho tới lúc mặt trời đã xế về tay, sinh vẫn mong tin hoài. Hốt nhiên, thấy cô gái hốt hoảng chạy tới và nói, Nguy rồi, có kẻ lắm chuyện đem việc này tiết lộ với Vương Phi. Vương Phi vứt khăn xuống đất, rồi quát mắng là đồ vô lại, cuồng vọng, tai họa đến nơi mất rồi. Sinh thất kinh, mặt xám như đất bùng, quỳ lại cầu cứu. Chợt nghe tiếng người xôn xao, cô gái vội xua tay bảo tránh đi nơi khác. Mấy người cầm dây xăm xăm tiến vào. Một thị tỳ trong bọn nhìn kỹ sinh và nói, Tưởng là người nào té ra là Trần Lan liền ngăn người cầm dây lại và nói Đừng đừng, đợi tôi bấm Vương Phi đã. Nói xong quay gót đi liền. Được một lát, tỳ nữ trở lại nói Vương Phi mời Trần Lan vào. Xin rung sợ đi theo, qua mấy chục lần cửa, đến một cung điện. Rèm bích móc châu bạc, có mỹ nữ vén rèm và bảo Trần Lan tới. Thấy một người diễm lệ ngồi trên, bào phục rực rỡ, Sinh phục lại dập đầu và nói Muôn dặm cô thân Mong khoan thứ sinh mệnh cho Phi vội đứng dậy Tự kéo lên rồi tiếp lời Tôi không nhờ có công tử Thì đâu có ngày hôm nay Còn thị tỷ không biết Lỡ xúc phạm đến quý khách Làm sao mà chuộc tội được Tức thời bày tiệc hoa Rót rượu bằng chén ngọc Sinh mơ hồ chẳng hiểu duyên cớ thế nào Phi nói tiếp Đội ơn tái tạo Không biết lấy gì báo đáp tức nữ mong ơn công tử có lòng yêu đầy thơ vào khăn âu cũng là thiên duyên đêm nay sẽ cho hầu hà công tử sinh cảm thấy quá bất ngờ tâm thần chơi vơi vô định trời vừa tối một thị tỳ vào nói công chúa đã trang điểm xong rồi liền dẫn sinh vào phòng chợt nghe sên ca nhộn nhịp trên thềm đều rải thảm hoa cửa ngõ sân trước nhà nơi nào cũng reo đàn lòng mấy chục thiếu nữ đỡ công chúa vào giao bái hương thơm ngào ngạt tỏa khắp sân điện sinh nói kẻ hạ thần nơi cô lữ bình sinh chưa có tới hầu thăm làm dơ bẩn khăn thơm tránh khỏi búa rìu là may mắn lắm rồi lại còn có kết lương duyên thực là không bao giờ dám mong tới công chúa đáp mẫu thân thiếp là phi tử của long vương tây hồ và là con gái giang dương vương năm trước về thăm cha mẹ, ngẫu hứng chơi trên mặt hồ bị tên bắn trúng, mong ơn chàng cứu thoát lại cho thuốc đắp, cả nhà thụ ơn không bao giờ dám quên. chàng đừng vì khác loài mà nghi ngờ. Thiếp theo Long Quân được yếu quyết trường sinh, nguyện cùng chàng chung hưởng. Sinh mới biết là người thần nhân, hỏi tại sao thì nữ kia lại biết tiểu sinh. Công chúa đáp ngày đó mẫu thân bị bắt lên trên thuyền ở động đình hồ có con cá bé ngậm đuôi, đó tức là tên thị tỳ đó vậy. Sinh lại hỏi, nàng đã không giết tiểu sinh, sao chần chừ không chịu thả ngay? Công chúa cười nói, thật là thương tài chàng, nhưng vì không thể tự chủ được nên trằn trọc suốt đêm, mà người ta cũng biết đấy thôi. Sinh than rằng, Khanh thật là bào thúc nha của tôi vậy. À, còn người đưa cơm vô đó là ai? Công chúa đáp, là a niệm cũng là người tâm phúc của thiếp đó. Sinh nói lấy gì báo ơn được nàng đây? Công chúa cười đáp: có ngày hầu hạ chàng thông thả trù liệu cho em chuyện cũng chưa muộn. Sinh lại hỏi đại vương hiện ở đâu? Công chúa đáp: đi theo quan thánh chinh phạt suy vưu chưa về. Qua vài ngày sau, sinh lo ở nhà không có tin tức gì sẽ nhớ mong thắm thiết bèn viết thơ cho tên đầy tớ về trước để báo tin được bình an. Ở nhà nghe tin sinh bị đắm thuyền ở đồng Đình Hồ, vợ con đã để tan hơn một năm rồi. Tên người nhà về mới biết là không chết, mà âm tính gián cách vẫn còn sợ lang bang không về được. Được nửa năm, hốt nhiên thấy sinh về, cừu mã rất sang trọng. Trong túi châu ngọc chật ních từ đó giàu kể hàng vàng, hào phú xa hoa. Nhà gia thế cũng không thể sánh kịp, trong 7, 8 năm sinh được 5 người con. Hàng ngày tân khách yến ẩm cung thất, tiệc tùng phụng dưỡng cùng cực xa hoa, hoặc có người hỏi về sự kỳ ngộ, xin nói hết không giấu một chút nào. Có lương tử Tuấn người bạn thân từ lúc nhỏ, đi làm quan xa ở miền Nam hơn 10 năm, lúc về qua động Đình Hồ, thấy một chiếc thuyền hoa, mạng thuyền chạm cửa sổ sơn son, Xên ca réo rắt, lơ lửng giữa làn khói sóng. Thỉnh thoảng có người đẹp đẩy cửa sổ nhìn ra. Lương chú mục nhìn vào trong khoang, thấy một chàng thiếu niên đầu trần ngồi vắt tréo chân, tưởng chắc là vị quan sang ở miền sở tương mà sao thiết người tùy tùng. Lương định thần nhìn kỹ, thì ra là Trần Minh Doãn, bất giác tựa mạng thuyền gọi lớn, xin nghe tiếng ngừng chèo, bước ra đầu thuyền mời lương sang thấy bát đĩa ăn dở còn đàn bày hơi rượu còn nồng xin liền cho dẹp đi một lát thế năm mỹ tỳ dân rượu pha trà tiếp đến sơn hào hải vị toàn thức ăn quý lạ mắt chưa từng thấy bao giờ lương kinh ngạc hỏi mười năm không gặp nhau làm sao mà giàu sang được đến thế này lương lại hỏi vừa rồi ngồi cùng uống rượu với ai đó. Sinh đáp, vợ tôi đấy. Lương lại càng kinh dị, hỏi, định đem gia đình đi đâu? Sinh nói, đi miền Tây. Lương định hỏi thêm, nhưng Sinh đã sai ca hát để chuốt rượu. Hát vừa dứt một câu, thì tiếng hạng lôi in tai, tiếng nhạc trúc ồn ào, không thể nghe rõ được câu hát nữa. Lương thấy mỹ nữ nhiều quá, thừa lúc say rượu liền hỏi mình doãn công cho tôi được hưởng lạc thú mê ly một phen được chăng xin cười đáp túc hạ say rồi song tôi có thể tặng cho cố nhân một ít vốn để kiếm mỹ thiếp đoạn sai thị tỳ đưa cho một hạt minh châu rồi tiếp đây có thể mua được nàng lục châu dễ dàng chứng tỏ không phải là người biển lận rồi đứng lên cáo biệt tôi còn có chút việc bận rộn không thể họp mặt với cố nhân lâu được, xin miễn thứ. Tiễn Lương về thuyền rồi nhổ neo, cho thuyền chạy liền, Lương về đến thăm nhà Sinh, thấy đương uống rượu với khách, lòng càng nghi, liền hỏi Sinh: "Hôm trước còn ở động đình, sao lại về mau thế?" Sinh đáp: "Không có đi động đình." Lương thuật lại những chuyện sở kiến, cử tọa đều kinh sợ, Sinh cười và tiếp lời: "Anh làm rồi, Tôi đâu có thuật xẻ người ra làm hai được Mọi người đều lấy làm lạ Mà không hiểu được nguyên nhân ra sao Về sau Sinh 81 tuổi mới chết Đến lúc đêm chôn Họ ngạc nhiên thấy quan tài nhẹ hẳn Mở ra thấy rỗng không Thu Nguyệt Nguyên tác Ngũ Thu Nguyệt Vương Đỉnh Tự là Tiên Hồ Người ở Tần Bưu Huyện Cao Lưu Giang Tô là người khẳng khái, có sức mạnh, giao du rộng. 18 tuổi lấy vợ, vợ chết. Mỗi khi đi xa thường cả năm mới về. Anh là nại, một danh sĩ ở Giang Bắc. Anh em rất yêu quý nhau. Nại khuyên em đừng đi chơi để rồi kén vợ cho. Xin không nghe, thuê thuyền đến thăm người bạn ở Trấn Giang. Người bạn đi vắng, bèn thuê một căn lầu ở khách sạn, ngắm nhìn sông nước lặng sóng, sắc núi vàng hoe, trong lòng thấy sảng khoái. Ngày hôm sau, người bạn tới mời sinh về nhà, sinh từ chối không được. Ở được nửa tháng, ban đêm mộng thấy một nữ lang tuổi chừng 14-15, người đẹp thùy mị, lên giường nằm với mình. Sinh lấy làm lạ là lắm, nhưng rồi cũng cho là sự ngẫu nhiên. Đến đêm hôm sau, lại cùng nằm mộng thấy nữa. Như thế liên tiếp ba bốn đêm, liền lấy làm kỳ quái, không dám tắt đèn, người tuy nằm đó mà vẫn sờ sệt kinh hoảng lắm vừa nhắm mắt đã mộng thấy nàng tới vội mở mắt thì thấy một thiếu nữ đẹp như tiên vẫn còn nằm trong vòng tay nàng thấy sinh tỉnh có ý rụt rè e thẹn sinh tuy biết không phải là người nhưng cũng thích ý không kịp hỏi han cùng nhau giao hoang nàng có vẻ như không chịu nổi nói rằng Giữ tợn như thế chẳng trách người ta không dám nói cho biết Sinh liền gàn hỏi, nàng đáp, thiếp họ ngủ, tên là Thu Nguyệt. Trước cha là bậc danh nho, tinh thông dịch số, yêu quý thiếp lắm, song bảo thiếp không sống lâu được nên không gả chồng. Sau 15 tuổi, quả nhiên thiếp chết non, người nhà liền đem chôn ở phía đông nhà lầu này rồi sang phẳng đất đi, cũng không có làm mộ chí, chỉ dựng một phiến đá ở trên quan tài có khắc chữ, gái Thu Nguyệt, chôn không mã, ba mươi năm sau gả cho vương đỉnh nay đúng ba mươi năm vừa gặp chàng tới trong lòng thiếp mừng lắm gấp mong tự tiến nhưng lòng e thẹn nên mới thác ra mộng mị đấy thôi đoạn nàng đứng dậy ra đi ngày hôm sau nàng lại đến ngồi đối diện nói chuyện cười đùa rất vui vẻ một đêm trăng sáng trong suốt hai người giàu bước trong sân xin hỏi ở dưới âm có thành quách không nàng đáp thành phủ ở dưới âm cũng ngang như trần gian vậy nhưng không ở chỗ này mà cách đây tới ba bốn dặm xong lấy đêm làm ngày hỏi người sống có thể thấy được hay không nàng nói cũng có thể được xin đòi đi xem nàng nhận lời thừa lúc trăng sáng dẫn đi nàng đi nhanh như gió vương hết sức chạy theo đến một nơi nghe thu nguyệt bảo là gần đến thành rồi sinh nhìn xem thì chẳng thấy gì hết nàng nhổ nước bọt bôi vào hai mí mắt sinh sinh mở mắt ra sáng gấp hai lúc thường nhìn ban đêm tỏ như ban ngày chợt thấy thành quách lờ mờ trong đám sương mù người đi trên đường đông nghẹt như chợ thoát thấy hai tên lính lệ trói giải ba bốn người qua người sau cùng giống như anh mình sinh vội chạy đến gần thấy đúng là anh thật sinh kinh sợ hỏi Sao anh lại bị đưa đến nơi này? Nại nhìn em thì ứa nước mắt nói. Chẳng biết vì chuyện gì mà bị bắt làm tù. Xin nổi giận nói. Anh tôi là người quân tử biết thủ lễ. Sao lại bị người ta gông trói như thế? Đoạn xin hai tên lính lệ thả anh ra. Chúng không chịu còn ra vẻ ngạo nghễ Xin bực bội toan tranh biện. Nại can ngăn lại rồi nói. Đây là lệnh của quan Cũng phải theo pháp luật mới được song anh thiếu tiền chi dụng chúng sách nhiễu tiền tài rất là khổ em về thu xếp cho anh sinh cầm tay anh khóc thất thanh tên lính lệ giận kéo mạnh sợi dây ở cổ nại làm ngã dúi dùi sinh thấy thế lửa giận bốc lên không thể ngăn được nữa liền rút dao găm đâm chết ngay tên lính lệ đi đầu còn tên nữa kêu la ầm ĩ sinh liền đâm chết luôn thiếu nữ thất kinh nói kẻ giết sai dịch nha nội tội không thể tha thứ được chậm sẽ bị tai họa xin tức khắc tìm thuyền về bắc đến nhà đừng bỏ cây phan đi đóng cửa đừng ra vào giữ được bảy ngày thì an toàn vô sự đỉnh liền dắt anh đêm mua thuyền nhỏ ngược vội về bắc về đến nhà thấy khách điếu tang ở ngoài cửa biết là anh đã chết thực đóng cổng khóa lại rồi mới vào nhà Nhìn lại anh thì không thấy đâu nữa. Vào trong thấy xác chết đã hồi tỉnh và gọi bảo. Đói quá rồi, mau đem bánh cho ta ăn. Nại chết đã hai ngày rồi. Người nhà thấy thế đều kinh sợ. Xin mới kể hết nguyên do cho họ nghe. Qua bảy ngày mới mở cổng bỏ phan tan. Mọi người lúc ấy mới biết là nại đã sống lại. Bà con xúm tới hỏi thăm, xong nại chỉ kiếm cớ trả lời chứ không nói thật xin nghĩ tới thu nguyệt tưởng nhớ không nguôi bèn lại xuống miền nam tìm tới chốn cũ đốt đuốc ngồi chờ mãi mà không thấy nàng đến mơ màng muốn ngủ thấy một người đàn bà tới hỏi thu nguyệt nương tử gửi lời nói với lan quân trước đây về vụ tên sai bị giết hung phạm trốn mất nương tử bị bắt đi hiện còn bị giam tên ngục tốt ngược đãi ngày đêm mong lan quân tính kế cho sinh thương xót phẫn hận liền theo mụ đi ngay đến một thành đô vào tới tay quách mụ chỉ vào một cửa và nói tiểu nương tử hay còn bị giam trong căn đó sinh liền vào thấy phòng xá rất nhiều tù phạm ký giam trong đó rất đông mà không tìm thấy thu nguyệt đâu lại tiến vào một cửa nữa trong phòng có đèn sáng sinh đến gần cửa sổ nhìn vào thấy đó là thu nguyệt ngồi trên giường che tay áo nức nở khóc. Hai tên lính canh ngồi bên cạnh, vuốt má kéo dày, dở trò đùa giỡn, nàng càng khóc dữ. Một tên biếu cổ nói, đã bị tù tội rồi còn giữ trinh tiết hả? Sinh giận quá, không kịp nói gì, cầm dao xông vào, đâm cho mỗi tên một nhát, rồi băm nát ra, đoạn cướp thu nguyệt chạy, cũng may là không bị ai phát giác. Vừa chạy đến quán trọ, sinh chợt tỉnh dậy, đương băng khoăn về cơn ác mộng, Nhìn lại đã thấy Thu Nguyệt đứng bên cạnh Sinh ngạc nhiên liền bò dậy Kéo nàng ngồi xuống ghế và kể lại cơn mộng Nàng nói Sự thật đấy không phải là mộng đâu Sinh kinh sợ hỏi Làm sao bây giờ Nàng thở dài đáp Đây cũng là định số Thiếp định đợi đến hết tháng mới đúng kỳ hồi sinh Nay đã xảy ra chuyện thế này Cấp bách quá làm sao mà đợi được nay phải mau mau đào chỗ chôn thiếp ngày trước lên, đem thiếp về, rồi luôn luôn gọi tên thiếp liên tiếp ba ngày, thì mới có thể sống lại được. Xong vì chưa đủ ngày giờ, xương mềm chân yếu, không thể giúp chuyện bếp nút cho chàng được. Nói xong vội trở ra, nhưng lại vào nói tiếp. Thiếp suýt nữa quên khuấy đi mất, nếu âm ti đuổi theo thì làm sao? Lúc sinh thời cha có truyền cho thiếp vẽ bùa, và dặn 30 năm sau có thể đeo cho vợ chồng. Rồi nàng tìm bút, vẽ hai lá bùa và dặn tiếp. Chàng đeo một lá, còn một lá đính vào đằng lưng cho thiếp. Đưa nàng đi, ghi chỗ chôn trước, đào sâu hơn một thước, liền thấy quan tài bằng gỗ đã mục. Bên cạnh có cái bia nhỏ, ghi đúng như lời nàng nói. Mở áo quan ra xem, thấy nàng nhan sắc vẫn còn như sống. Xin liền ôm vào phòng, lấy áo chăn quấn chặt lại cõng ra bờ sông gọi thuê thuyền nói dối là em gái bị bệnh phải cấp cứu phải đưa về nhà cũng may là gió thổi mạnh vừa hừng sáng đã về đến cổng làng sinh ôm nàng vào nhà đặt lên giường rồi đi nói cho anh chị biết cả nhà đều kinh ngạc nhưng không dám nói là huyễn hoặc sinh mở chăn gọi tên thu nguyệt liền luôn ba ngày thì nàng sống lại bảy ngày sau thì bước đi được thay quần áo đến chào chị dâu, trông lồ lộ như thần tiên vậy. Xong ngoài 10 bước thì phải có người dắt mới đi được, nếu không thì gió thổi mạnh cũng siêu. Người ta thấy thế, lại cho là có chứng bệnh như vậy thì lại càng tăng thêm vẻ kiều mị. Nàng thường khuyên sinh rằng, tội nghiệp của chàng quá nặng nên tích đức tụng kinh để sám hối, nếu không thì em sẽ bị giảm thọ. Sinh vốn không tin vào đạo Phật, nhưng từ đó trở đi rất thành tâm, về sau cũng được vô sự. Người chồng bội bạc. Nguyên tác Vân Thủy Tiên. Lương Hữu Tài vốn là người đất Tấn, Tây Sơn, ngụ cư ở đất Tề, Sơn Đông, làm nghề buôn bán nhỏ, không có vợ con điền sản, đi theo người trong thôn lên núi Thái Sơn. Ở núi Thái Sơn, vào tháng 4, người dân Hương Đông Đảo lại có tăng ni dẫn bọn thiện nam tính nữ hơn 100 người quỳ lộn xộn ở dưới bệ nhìn hương cháy làm cử gọi là quỳ hương tài thấy trong đám có một nữ lang tuổi chừng 17-18 xinh đẹp tuyệt vời trong lòng thích lắm bèn giả làm người đi lễ đến quỳ gần bên cạnh lại làm ra vẻ mỏi gối lấy tay tì vào chân nữ lang nàng quay đầu lại tựa hồ có ý giận quỳ lết ra xa tài lại quỳ lết đến gần nữ lang biết vội đứng dậy không quỳ nữa đi ra phía cửa tài cũng đứng lên đi ra theo không thấy nữ lang đâu bèn hậm hực đi về trên đường thấy nữ lang đi theo một bà cụ tựa như là mẹ tài rảo bước đi theo nghe bà cụ và nữ lang đó vừa đi vừa nói chuyện bà cụ nói mày năng lễ mẫu là tốt lắm mày không có anh em chỉ cần mẫu phù hộ cho mày Thì mày có thể lấy được một thằng chồng khá Chỉ cần là người hiếu thuận Không cần phải sang giàu gì hết Tài mừng thầm trong bụng Lân la gợi chuyện Bà cụ nói Họ vâng Cô gái tên là Thủy Tiên Con gái ta Nhà ở cách đây 40 dặm về phía tây quả núi Tài bảo Đường núi vốn khó đi Bà yếu em ẻo lã như thế Làm sao mà đi nổi Bà cụ bảo, trời đã chiều rồi ta sẽ ngủ nhờ ở nhà cậu em. Tài nói, vừa rồi mẹ nói kén rể, nếu không chê phận con là nghèo hèn, con còn chưa có vợ, muốn làm rể của mẹ, không biết có được không? Bà cụ hỏi ý cô gái, cô gái không đáp, hỏi mấy lần mới nghe cô gái đáp. Anh này ít phúc, lại vô hạnh, có lòng phụ bạc, lại hay lật lọng, con không thể làm vợ một người du đảng như thế được. Tài nghe nói, muốn tỏ ra mình là một người thành thực, vội chỉ mặt trời mà thề thốt. Bà cụ mừng rỡ mà nhận lời. Còn cô gái tuy lòng không vui, nhưng cũng chỉ phụng phiệu mà thôi. Bà cụ phải cố dỗ con. Tài ân cần bỏ tiền ra thuê hai cổ kiệu cho bà cụ và con gái đi, còn mình thì đi bộ theo như đầy tớ vậy. Đến chỗ gặp gần, lại quát phu khiên kiệu, không được để chân nghiêng lắc tỏ ra rất là cẩn thận. Một lát tới thôn xóm, bèn mời Tài vào nhà ông cậu. Cậu mợ chạy ra, thấy đều già cả. Bà Vân gọi hai người là anh chị và giới thiệu Tài là con rể và bảo với họ. Được hôm nay tốt, không phải chọn ngày khác, làm lễ thành hôn ngay trong đêm nay. Ông cậu cũng mừng rỡ, mang rượu thịt ra thết Tài. Rồi Thủy Tiên mặc lễ phục vào, dục lên giường đi ngủ. Thủy Tiên nói, Tôi vẫn biết anh là phường bất nghĩa, vì mẹ ép nên phải tạm nghe theo. Nếu anh là người tử tế, thì mai hậu không phải lo chuyện gì nữa. Tài liếu riếu vâng lời, Hôm sau dậy sớm, mẹ bảo Tài nên đi trước, rồi sẽ đưa con gái đến sau. Tài về quét dọn nhà cửa, quả nhiên bà cụ đưa con gái đến. Vào xem thấy nhà cửa trống không, vội bảo như thế này thì biết lấy gì mà ăn? ta phải về ngay giúp cho mày một chút cho đỡ khổ. nói đoạn ra đi. hôm sau có mấy người vừa đàn ông vừa đàn bà đem các thứ quần áo đồ đạc đến bày đầy nhà, không ăn cơm mà đi ngay, chỉ để lại một con hầu. tài từ đó ngồi hưởng no ấm, chỉ suốt ngày kéo bọn vô lại đến đánh bạc. thủy tiên khuyên bảo thì tài không nghe, đành chỉ cẩn thận giữ chiếc rương tài sản như là đề phòng kẻ cướp. Một hôm, bọn đánh bạc đến gõ cửa tìm Tài. Nhìn thấy Thủy Tiên thì ngạc nhiên trầm trồ mà bảo với Tài rằng Anh sẽ đại phú quý, cớ sao lại lo nghèo? Tài hỏi nguyên do, chúng đáp Hôm trước được nhìn thấy chị đẹp như tiên, nếu trong nhà không như ý. Bán đi làm lẻ, có thể được 400 lạng vàng, bán đi làm kỹ nữ, có thể được đến ngàn lạng trong nhà có ngàn lạng còn lo gì không có tiền đánh bạc uống rượu nữa chứ tài không nói gì nhưng trong bụng ngầm cho là phải về nhà than thở với vợ thường nói là nghèo không sống nổi nàng lờ đi như không để ý tài liền đạp bàn đạp ghế quăng bát chửi mắng con ở xoay đủ trò một hôm nàng mua rượu cùng uống và bảo vì chuyện nghèo khổ anh ngày ngày than buồn bực tôi lại không thể giúp cho anh trở nên giàu không thể chia sẻ nỗi lo với anh, trong lòng cũng cảm thấy thẹn. Nhưng vốn không có của gì quý, chỉ có con nữ tỳ bán nó đi cũng có thể được một chút tiền để kinh doanh. Tài lắc đầu, nó đáng giá là bao nhiêu chứ? Lại uống một lúc nữa, nàng nói. Tôi đối với anh không có điều gì không nghe theo, nhưng kiệt sức rồi, nghĩ nhà nghèo như thế. Có ở với nhau đến chết cũng chỉ là làm khổ nhau suốt đời, lấy gì mà nở mặt nở mày được. Chỉ bằng bán quách tôi đi cho một nhà giàu có nào đó, cả hai đều tiện lợi mà còn được giá hơn nửa tỷ nhiều. Tài làm bộ ngạc nhiên hỏi, làm sao mà đến nổi như thế? Nàng cố nói mãi, mặt làm ra vẻ nghiêm trang. Tài mừng rỡ nói, để thông thả hãy tính lại. Rồi cho người tìm ngay một vị quan quý hiển, bán cho làm kỹ nữ. Viên quan thân hành đến nhà Tài, Gặp Thủy Tiên thì bằng lòng lắm Sợ không xong việc Vội làm giấy mua ngay Với giá 800 quan Việc xong xuôi cả Thủy Tiên nói Mẹ thường nói là nhà con rể nghèo Thường phải bận tâm lo nghĩ Nay tình nghĩa đã dứt Tôi muốn về thăm mẹ ít lâu Và lại anh với tôi ân đoạn nghĩa tuyệt Dù sao cũng phải báo cho mẹ biết một tiếng Tài lo là bà mẹ sẽ cản trở Nàng nói tôi cam tâm tình nguyện kia mà cam đoan sẽ không hề gì tài nghe theo cùng đi gần nửa đêm mới tới nhà mẹ gõ cổng vào thấy lầu gác nguy nga nô bọc đi lại tấp nập tài thường ngày ở với vợ thường muốn được đi thăm mẹ vợ nàng vẫn ngăn lại cho nên làm rễ hơn một năm mà chưa từng đến nhà bà nhạc bao giờ bây giờ đến nơi thấy thất kinh thầm nghĩ gia đình họ cự phú đến thế chẳng lý do nào để con gái mình bán thân làm kỹ nữ thủy tiên dẫn tài lên gác bà cụ kinh ngạc hỏi vợ chồng bay đến đây làm gì nàng oán giận bảo con vẫn bảo là nó bất nghĩa nay quả nhiên như lời rồi lấy trong tay áo ra hai đỉnh vàng đặt ở kỹ nói mày chưa bị đứa tiểu nhân lừa gạt mất nay xin trả mẹ mẹ giật mình hỏi nguyên cớ nàng nói nó sắp bán con đi còn giữ vàng làm gì rồi chỉ mặt tài mắng. Đồ xài lan, ngày trước đi khuân vác, mặt đầy bụi như ma lem, tới gần ta sặc mùi hôi tanh, cáo ghét bung ra, chân tay nổi chai đầy cả tất, khiến cho người ta ghê tởm suốt đêm. Từ khi ta về nhà mày, mày ngồi không mà no đủ, mới lột được lớp da quỷ sứ. Có mặt mẹ đây, tao có nói vu cho mày hay không? Tài cuối mặt không dám thở. Nàng nói, tao tự xét không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không đáng lấy quý nhân những ngữ như mày tao tưởng là xứng rồi không có gì thiếu sót phụ bạc thế mà mày lại không hề nghĩ cho tình hương lửa có phải ta không thể xây lầu tậu ruộng đất đâu chỉ vì mày cốt cách bần tiện tướng ăn xin không thể làm bạn đến bạc đầu được mà thôi vú già hầu gái khoác tay nhau vây chặt lấy tài nghe thủy tiên kể tội trách mắng liền xúm lại chửi rủa cùng bảo nhau chẳng gì bằng giết chết nó đi nói nhiều làm gì tài sợ quá phục xuống đất nhận tội chỉ luôn miệng nói là biết hối rồi nàng còn giận bảo bán vợ là đại ác vẫn còn chưa tệ lắm sao còn nhẫn tâm đánh lừa vợ cho làm điếm nói chưa dứt lời bọn người trong nhà liền trợn mắt rút gậy ra đâm vào bên sườn tài hắn kêu la xin tha chết thủy tiên ngăn họ lại rồi nói tạm tha cho nó đi dầu nó bất nhân nhưng ta cũng không đành lòng nhìn thấy nó run sợ rồi dẫn mọi người xuống lầu đi mất tài ngồi nghe ngóng trong giờ lâu thấy im lặng không có tiếng nói toan lẻn trốn ngẩng đầu nhìn lên thấy dải ngân hà phía đông đã rạn nội cỏ xanh mờ đèn nến tắt ngóm chẳng có nhà cửa đền đài đâu cả một mình ngồi bên vách đá chơ vơ cúi xuống thấy vực sâu vô tận thất kinh chỉ sợ rơi mình hơi di động thì ầm một tiếng tảng đá đương ngồi đã lọt xuống vừa tới lưng chừng vách núi cây khô trắng ngang nên không rơi xuống vực bụng vắt ngang trên cành cây khô chân tay không biết bám vào đâu cả nhìn xuống bên dưới thấy thâm thẳm không biết là sâu bao nhiêu trượng cũng không dám xoay chuyển kêu gào khản cả tiếng mình mẩy mặt mũi chân tay sưng vù cả lên mà sức thì đã kiệt mặt trời dần lên cao mới có bọn tiều phu từ xa trông thấy đi tìm dây thần xuống bồ kéo tài lên đặt trên rìa núi thấy hắn thoi thóp sắp chết được khiêng về nhà về đến nhà thấy nhà cửa tan hoang như ngôi chùa nát giường đệm đồ đạc biến đi đâu mất tiêu hết chỉ còn lại một cái ghế bố với cái bàn mục là những vật cũ của mình còn thôi tài mới buồn bã đi nằm lúc đói ngày ngày xin hàng xóm ăn đến lúc lỡ loét thành bệnh hủi hàng xóm ghét bỏ khinh bạc mắng chửi xua đuổi tài không còn cách nào bèn bán nhà đi vào hang núi xin ăn ở trên đường luôn luôn đeo con dao ở bên người có người khuyên nên đổi dao lấy cái ăn tài không nghe bảo là nơi hoang dã cần phải đề phòng hổ lan phải giữ dao tự vệ về sau dọc đường gặp người ngày trước khuyên mình bán vợ đến gần vờ than thở vụt rút dao đâm chết nó rồi bị bắt quan hỏi biết rõ sự tình không nỡ tra khảo thảm khốc chỉ giam trong ngục sau gầy còm rồi chết